Để cha la, còn chút danh dự có được không vậy? Danh dự cái gì chứ? Người bán thân làm vợ bé giống như em á, thì còn cái gì gọi là danh dự nữa đâu. Em nhớ cho kỹ, những gì mà em có chỉ là nhan sắc. Em phải xài nhan sắc đó sao cho có ích kìa.